Vinh quang và tiền tỷ tàn phá đời của các ngôi sao bóng đá Việt Nam như thế nào? Sau 10 năm thì bóng đá Việt Nam mới trở thành một hiện tượng gây sốt toàn xã hội đi kèm với cơn sốt U23 Việt Nam trong thời gian qua, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đang được tung hô và có rất nhiều tiền thưởng. Cơn sốt tiền thưởng của U23 Việt Nam là một con số thống kê có thể thấy được U23 Việt Nam đang có tiền thưởng cực khủng. Chỉ trong hai ngày có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh, thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được hơn 20 tỷ đồng, bao gồm hiện kim và cả hiện vật. Theo ước tính, U23 Việt Nam có thể nhận lên đến 50 tỷ đồng, bao gồm hiện kim và hiện vật khi các doanh nghiệp vẫn không ngừng thưởng. Đó là chưa tính các khoản thưởng riêng cho cá nhân như thủ môn Bùi Tiến Dũng được thưởng 500 triệu đồng, Đình Trọng 100 triệu đồng, Quang Hải 120 triệu đồng. Tóm lại thì U23 Việt Nam bây giờ đang ngập trong tiền thưởng. Đó là điều mà hầu hết người hâm mộ đều vui mừng bởi những người được xem là người hùng bóng đá Việt Nam xứng đáng để có được các khoản tiền thưởng ấy. Cần nhắc rằng nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đang thuộc diện hưởng lương theo chế độ cầu thủ trẻ tại câu lạc bộ chủ quản. Thế nên tiền thưởng của U23 Việt Nam là khoản tiền lớn nhất mà lần đầu tiên trong đời của họ. Tất cả cầu thủ U23 Việt Nam chắc chắn đổi đời sau vòng chung kết U23 châu Á 2018. Không chỉ có khoản tiền khủng mà đi kèm là danh tiếng kiểu sau một đêm từ cầu thủ ít được quan tâm trở thành người nổi tiếng. Vấn đề bây giờ là U23 Việt Nam sẽ xài số tiền ấy như thế nào và họ có vững bước trước sự nổi tiếng hiện tại hay không? Và đó không phải là chuyện đơn giản mà thực sự ảnh hưởng lớn đến tương lai cầu thủ U23 và bóng đá Việt Nam. Bài học từ quá khứ cho U23 Việt Nam bóng đá là một cuộc chơi đề cám dỗ tiền bạc và vinh quang có thể đến rất nhanh với các cầu thủ bóng đá việt nam tiền chứng kiến rất nhiều cầu thủ đổi đời sau vinh quang nhưng cũng lụi tàn mất tất cả vì không thể giữ được mình cựu tuyển thủ quốc vượng từng khiến cho nhiều người phải sốt với thông tin đi bốc phát kiếm tiền vượng từng là một trong những tiền vệ hay nhất việt nam nhưng vượng không thể thoát khỏi cám dỗ và phải đi tù thời điểm ấy thì nhiều người tiếc cho vượng một, thì thường đau gấp 10 lần vì văn quyến. Tiền đạo xứ Nghệ sớm trở thành người nổi tiếng nhờ tài năng vượt bậc, danh tiếng và tài năng đi kèm tiền bạc rủng rỉnh khiến cho quyến sa ngã, dính chàm cùng với quốc vương khiến cho bóng đá Việt Nam mất đi một ngôi sao. Sau scandal rúng động ở SEA Games 2005, bóng đá Việt Nam gặt vinh quang ở AFF Cup 2008. Các cầu thủ đổi đời và trở thành nhân vật trung tâm của dư luận. Bây giờ nhìn lại thì khá nhiều cầu thủ gần như phải làm lại từ đầu vì tiền bạc và danh tiếng khiến cho họ không thoát khỏi những cuộc ăn chơi. Những cái tên như là Vũ Như Thành, Huỳnh Quang Thanh, Đoàn Việt Cường cũng để lại cho các cầu thủ trong làng túc cầu bài học nhãn tiền. Hậu vệ Quang Thanh từng tiết lộ sau khi đổi đời nhờ bóng đá, với các bản hợp đồng lót tay gần chục tỷ đồng thì anh có đêm tiêu xài đến gần 200 triệu đồng. Và bây giờ Thanh phải nghỉ đá bóng vì bị cấm 2 năm sau án phạt trên sân thống nhất và rơi vào cảnh gần như trắng tay. Đoàn Việt Cường có thể nói là tiêu biểu nhất cho sự nổi tiếng và tiền bạc làm hại đời cầu thủ. Sau thành công của AFF Cup 2008 thì Đoàn Việt Cường vốn dĩ là cầu ấm lại có thêm nhiều tiền bạc nên tiêu xài hoang phí việt cường phá và ăn chơi đến mức phải đi cai nghiện để trở lại bóng đá và cuối cùng thì đoàn việt cường cũng tự vứt đi cơ hội khi được câu lạc bộ thành phố hồ chí minh tạo điều kiện làm lại cuộc đời anh bị thanh lý hợp đồng hồi năm ngoái vì vắng mặt không lý do không ai liên lạc được và còn rất nhiều những trường hợp khác như là Nguyễn Huy Hoàng, Sông Lam, Nghệ An. Tiền bạc và vinh quang cũng khiến cho Hoàng không còn là chính mình nữa. Bây giờ anh gần như trắng tay dù từng kiếm rất nhiều tiền từ bóng đá. Đời cầu thủ ngắn, ai cũng muốn sớm nổi tiếng, sớm có tên tuổi để có thể kiếm được nhiều tiền. Và đó là lý do chính đáng và cần được cổ vũ để cho các cầu thủ sống tốt, sống khỏe với trái bóng. Nhưng tiền bạc và danh tiếng đến nhanh có thể là con dao hai lưỡi. Đó là nỗi lo thực sự khi bóng đá Việt Nam luôn đầy rẫy sự cám dỗ mà không dễ để cầu thủ có thể trụ vững. Hy vọng rằng bài học của các đàn anh trong quá khứ sẽ giúp cho các cầu thủ của U23 Việt Nam rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm quý giá. Họ có thể giữ đôi chân ở mặt đất vì tuổi đời còn rất trẻ, dễ sa ngã nếu không đi đúng hướng để tiếp tục phát triển. Bóng đá cũng như cuộc đời lên đến vinh quang đã khó và đứng vững sau vinh quang càng khó, bao gồm nhiều nghĩa chứ không riêng nói đơn thuần về thành tích. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.